Thưa quý vị, theo công ty Điện lực Long An, 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Tai nạn điện ghi nhận 1 vụ làm 1 người bị thương bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2021. Những vụ tai nạn điện, sự cố lưới điện do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, có thể gây cháy nổ mà còn làm gián đoạn việc cung cấp điện, từ đó ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của xã hội. Hiện đang bước vào mùa mưa bão, ngành điện Long An đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương phát quang hành lang tuyến điện củng cố đường dây điện sau công tơ để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong mùa mưa bão.